Sau 3 tuần bị cảnh sát tạm giam để điều tra hành vi giết người, bị can 39 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre được phát hiện treo cổ trong buồng giam bằng chiếc quần dài. 72 giờ truy bắt kẻ giết người ở Bình Dương. Nam sinh giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp bị còng hai tay, xích hai chân đến tòa bắt đối tượng giết người tại chợ Lạc Song sau 3 giờ gây án. Chiều 25/3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết các cơ quan chức năng tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ bị can Dương Văn Lợi, 39 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, được phát hiện tử vong tại trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre. Theo cảnh sát, khoảng 5 giờ sáng 24/3, trong lúc kiểm tra buồng giam, cán bộ quản giáo phát hiện bị can tên Lợi treo cổ tại buồng giam B1. Quản giáo và nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu và chuyển ngay nạn nhân vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre, nhưng Lợi đã tử vong. Lợi là bị can mới nhập trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre hiện trường vụ giết người vì tiếng loa kéo kéo. Theo hồ sơ vụ việc, chiều 3/3, Võ Minh Huy, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, cùng nhóm bạn tổ chức nhậu gần nhà của Lợi. Người đàn ông này có đến tham gia nhưng về trước tối cùng ngày, âm thanh từ loa hát nhạc của nhóm nhậu gây ồn nên Lợi yêu cầu nhóm nhậu quay loa đi chỗ khác. Hai bên có xảy ra cự cãi sau đó. Nhóm nhậu dùng vỏ chai bia rượt đánh Lợi. Lợi chạy vào nhà lấy dao đâm Huy bị thương, tử vong tại bệnh viện. Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Người đàn ông gây án giết người vì tiếng ồn từ loa kèo kéo theo trí thức trẻ.